tranh nhau đấu anh em ạ. Đẹp. Dã man luôn. Quá đẹp sao, quá đẹp. Nó đuổi mất con lân hầu bò anh em nhé. Con này là đinh. Con kia là đầu lân hay lân gì đấy. Quá đẹp. Thùng này có hai ba con quá đẹp luôn. Con lân bị đuổi sang một góc rồi nha. Sẽ ra ngoài góc đấu rồi. Con này nó. Bộ quá đẹp luôn. Bộ không chê đâu được. Màu đinh to hổ bồ giọng lồ trang trang. Con kia đang đấu thì quay nó về nó đuổi vào tranh đấu. Con lân đâu nhỉ?
ăn hàng luôn anh em nhé. Lại là con đẹp cái nãy, con đẹp cũng nãy về đuổi đôi kia ấy, nhưng mà đây lại treo đúng thùng cái lại chết luôn này. Hôm nay toàn bộ đẹp thôi, toàn bộ khủng thôi. Nãy là em đánh ở vậy cũng rừng thông này, rừng thông ở dưới dưới đây nó về đuổi, xong giờ lại chuyển lên đúng thùng của nó thì nó chết luôn. Em ngồi quay cách 3 mét không sợ người luôn, về đúng thùng của nó là nó không sợ người luôn.